Hello, chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại kênh Chơi Là Cơ Màu lên. Hôm nay mình sẽ tiếp tục video hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh. Đầu tiên là mình sẽ tô những chiếc bánh. Bức tranh được làm một chiếc bánh nha. Một chiếc bánh kem và có phụ kiện là những chiếc lá và bông hoa thì là của tô màu của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô những chiếc lá màu xanh lá cây. Bông hoa mình sẽ tô màu đỏ và làm hoa hồng. Sẽ đánh kem hôm nay mình sẽ tô màu hồng. Kết với hợp với những chiếc hạt mình sẽ tô màu xanh. Phần vỏ bọc bánh mình sẽ tô màu vàng.
Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh thành một chiếc quyển kem màu hồng và phần vỏ màu vàng có đính thêm những bông hoa màu đỏ và những chiếc lá màu xanh nha. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của mình.